Nhân dịp đầu năm mới, kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe và nhiều may mắn. Sau đây mời các bạn xem bản tin Trời đánh tránh miếng ăn, ngày Tết, Thủ tướng vẫn đánh sân sau của Tổng Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 7 tháng 2 một lần nữa đã xuất hiện trở lại và có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngoài việc chúc Tết, nội dung trọng tâm được Tổng Trọng nhấn mạnh là lưu tâm đó là tiếp tục chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Thanh tra Chính phủ bắt đầu thanh tra lại tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Điều vừa kể trên cho thấy các phe cánh trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam vì mải mê đấu đá tranh giành quyền lực đã quên cả ăn Tết. Điều đó trái với tập tục truyền thống của người Việt, trời đánh còn tránh miếng ăn. Chuyện xe biển xanh gắn còi hộ của Chủ tịch Hội Phụ nữ Hà Tĩnh được xem là một âm mưu chính trị tấn công vào phe Nghệ Tĩnh, một phe đang thắng thế trong cuộc đua nhân sự để thay thế chức vụ Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Báo Tiền Phong vào ngày 4 tháng 2 đưa tin, Thanh tra Chính phủ bắt đầu thanh tra tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Bản tin cho biết, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại các cơ quan kể trên. Theo đó, thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc tại đơn vị, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định. Đồng thời, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Giới Thạo tin đánh giá, việc thanh tra đối với ba đơn vị kể trên đều là những cơ sở hậu thuẫn cho phe Nghệ Tĩnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong suốt một thời gian dài, điều đó cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính và phe cánh đang có kế hoạch chặn đường đối với ứng viên Vương Đình Huệ. Theo nhà báo Kiếm Mai Bá, một người quan tâm và thường xuyên đưa ra các bình luận về chính trị tại Việt Nam trong sa sút đón xuân này tiếc xuân xưa, đã bình luận như sau. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2024 là ngày của Chúa, nhưng Thanh tra Chính phủ vẫn công bố quyết định bắt đầu thanh tra tại Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Vào ngày 4 tháng 2 nhằm vào ngày 25 tháng Chạp là thời khắc mà hai bộ và địa phương quan họ đang rộn ràng đón xuân Giáp Thìn, được nghỉ 7 ngày tính từ ngày 8 tháng 2, 29 Tết. Chỉ còn 4 ngày là việc ngắn ngủi mà Thanh tra Chính phủ vẫn mẫn cán vào cuộc. Thiệt là buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố đầy trời. Việc Tổng Trọng đã bước sang tuổi 80, tuổi cao sức yếu phải nghỉ là điều chắc chắn. Nhất là tại phiên bế mạc của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Tổng Trọng đã tuyên bố rửa tay gác kiếm để chuyển giao quyền lực cho người đứng đầu đảng, cho nhân vật kế nhiệm, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Một câu hỏi đặt ra là ai sẽ thay thế cho Nguyễn Phú Trọng để trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng khóa 14 tới đây. Theo giới phân tích, cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư hiện nay là bộ đua tam mã bao gồm Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, nhưng cũng xin đừng quên một con ngựa bất kham, đó là Tô Lâm. Trong số 3 người về kể trên, theo đánh giá, ông Võ Văn Thưởng được cho là có hội đủ các yếu tố, song ông Thưởng có nét tuổi, kinh nghiệm cũng như uy tín chưa đủ chín. Còn Phạm Minh Chính hay Vương Đình Huệ về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm có thể tạm chấp nhận, nhưng nhược điểm của hai ông này đều là uy tín chưa thực sự cao và có điểm yếu trầm trọng, đó là vấn đề đạo đức, đều có quan hệ tình ái ngoài luồng. Giới phân tích đánh giá, Tô Lâm là nhân vật duy nhất có quyền uy tuyệt đối trong đảng nếu so với các lãnh đạo chủ chốt của đảng hiện nay. Trong bài bình luận điều gì sẽ đến sau những xáo trộn trong hàng ngũ lãnh đạo đảng của nhà phân tích chính trị Việt Nam, ông Abuja bàn với nhân sự kế nhiệm ghế Tổng Bí thư. Đối với ứng viên Phạm Minh Chính, ông Abuja thì cho rằng là người được hy vọng, ông Chính sẽ là trường hợp đặc biệt duy nhất ở lại Đại hội 14 tới đây. Nói về các lời đồn về mối quan hệ ông Chính với bà Nhàn IC, người đang bỏ trốn và bị kết án vắng mặt 30 năm tù, tác giả Abuja nhận định, những lời đồn này cũng có thể là lý do những đối thủ của ông Chính tung ra. Ông Abuja đánh giá, trong khi khả năng ông Chính bị đẩy ra khỏi, tức là cuộc chạy đua có thể xảy ra, ông cũng rất có thể sẽ vẫn phục vụ hết nhiệm kỳ của mình. Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ, trong khi đó ông Tô Lâm với mục tiêu hạ uy tín của ông Chính trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, đã liên tiếp xử lý các vụ án có liên quan đến các công ty cổ phần tiến bộ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bởi bà Nhàn là nhân vật được cho là có mối quan hệ trên mức tình cảm với Thủ tướng Chính. Trong khi đó, ông Trọng không che giấu thái độ ủng hộ đối với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Do đó, ông Huệ rất có thể sẽ là nhân vật kế nhiệm cho chiếc ghế Tổng Bí thư,
tại đại hội lần thứ 14, kể cả việc tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội Việt Nam khóa 15 vào ngày 15 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng đã bất ngờ xuất hiện, được cho là theo đề nghị của ông Vương Đình Huệ. Điều đó khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Tổng Trọng với ông Huệ là điều bất di bất dịch, không hề thay đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Trời đánh, tránh miếng ăn, ngày Tết, Thủ tướng vẫn đánh sân sau của Tổng Trọng. Chủ tịch Thưởng đang làm lu mờ các ứng viên của chức Tổng Bí thư như thế nào? Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, một chính khách trẻ, đang ở độ tuổi 52, đã và đang có vai trò nổi bật trên chính trường Việt Nam. Giới quan sát đánh giá sự thăng tiến của ông Võ Văn Thưởng trong tương lai có khả năng sẽ tiến xa hơn chiếc ghế chủ tịch nước hiện tại. Và việc ông Võ Văn Thưởng trên cương vị chủ tịch nước vừa ký hàng loạt quyết định giảm ân xá xuống trung thân cho các tử tù đã gây ấn tượng lớn. Ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng giảm ân xá tử hình cho 5 người xuống tù trung thân. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 6 tháng 2 đưa tin chủ tịch nước ân giảm án tử hình cho 5 người xuống tù trung thân. Bản tin cho hay, theo đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ngày 6 tháng 2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định ân giảm hình phạt từ tử hình xuống tù trung thân cho 5 bị án có đơn xin ân giảm tới Chủ tịch nước. Được biết, đây là lần thứ 2 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định ân giảm hình phạt tử hình chỉ trong vòng hơn 1 năm. Trước đó, vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, ông Thưởng đã ký quyết định ân giảm hình phạt từ tử hình xuống trung thân cho 18 người, chưa kể tới tháng 8 năm 2023, nhân dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ông Võ Văn Thưởng đã ký quyết định ân giảm tương tự cho 11 người. Theo giới quan sát, không có bằng chứng gì cho thấy hai tử tù kêu oan nhiều năm vẫn chưa được minh oan là Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải có nằm trong danh sách ân giảm lần này hay không. Việt Nam lâu nay là một trong số những quốc gia được thế giới đánh giá đã tuyên án tử hình nhiều nhất. Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế trong năm 2022, Việt Nam đã tuyên án tử hình ít nhất 102 người và là quốc gia đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng của thế giới. Ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Điều đáng nói là trong năm 2023, nhà nước Việt Nam đã thi hành án với tử tù Lê Văn Mạnh, người đã kêu oan suốt 18 năm bất chấp sự phản đối của giới luật sư cũng như công luận trong nước và cộng đồng quốc tế. Có sự liên hệ nào giữa việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký hàng loạt các quyết định giảm ân xá cho các tử tù và việc vào cuối năm 2023, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao, liên tục thanh minh thanh nga rằng việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, chưa phát hiện trường hợp kết án oan cho người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Đó là chưa kể tới việc liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên phó ban dân nguyện của Thường vụ Quốc hội, bị Bộ Công an khởi tố bắt giam. Ông Nhưỡng bị bắt được cho có liên quan tới việc cộng đồng mạng gửi đơn và tin nhắn tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị xem xét án oan cho tử tù Nguyễn Văn Trưởng đã thành công. Luật sư Lê Văn Hòa cho biết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhận tin nhắn và đang có chỉ đạo giải quyết. Nhà báo Nguyễn Đức, cựu biên tập viên của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông Lưu Bình Nhưỡng vào sáng ngày 5 tháng 8 năm 2023 đã gửi tin nhắn cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và sau đó ông Nhưỡng thông báo rằng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trả lời bằng tin nhắn rằng đã nhận được tin nhắn của anh và đang cho giải quyết. Nhà báo Nguyễn Đức còn cho biết vào sáng ngày 27 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở tiếp dân của Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng và các nhân viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Trưởng rất trọng thị. Theo giới quan sát, hàng loạt các động thái kể trên có liên quan gì đến việc quy định số 132 vào ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Ông Võ Văn Thưởng trong vai trò là thường trực ban bí thư trước đó đã thúc đẩy tích cực để buộc các cơ quan, công an, viện kiểm sát và tòa án các cấp trong hoạt động tư pháp sẽ nắm được sự kiểm soát chặt chẽ và bài bản hơn. Trong vụ án bưu điện Cầu Voi xảy ra tỉnh Long An liên quan đến tử tù Hồ Duy Hải là một ví dụ điển hình. Hồ Duy Hải vẫn bị tuyên án tử hình bất chấp Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có kháng nghị yêu cầu điều tra lại theo trình tự giám đốc thẩm. Đồng thời, Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng đã ý kiến yêu cầu phải xem xét lại vụ án này. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Nguyễn Hòa Bình mà ngày 8 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam do Chánh án Nguyễn Hòa Bình đứng đầu, dù đã thừa nhận trong quá trình điều tra vụ án, Công an Long An đã sử dụng các vật chứng đi mua ngoài chợ để đưa vào hồ sơ của vụ án.
nhưng chánh án Nguyễn Hòa Bình bất chấp tất cả, vẫn cho rằng việc đó tuy có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Trong khi giới thạo tin cho biết rằng việc bắt giữ khẩn cấp ông Lưu Bình Nhưỡng là một sự cố ý để truy tìm tang chứng liên quan đến thế lực trong đảng. Những thế lực này đang tìm mọi cách để mà đá đít ông Tô Lâm và ông Nguyễn Hòa Bình ra khỏi cuộc đua nhân sự chủ chốt của Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây. Theo giới phân tích, sự nổi lên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã làm lu mờ vai trò các ứng viên khác như Vương Đình Huệ hay Phạm Minh Chính và kể cả Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Chủ tịch Thưởng đang làm lu mờ các ứng viên chức Tổng Bí thư như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.